Chào mừng bạn đến kênh YouTube của mình. Mình là Phú, sáng lập của Aventel. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn bạn độ rộng tối ưu của thắt lưng là bao nhiêu. Đây mà là một số sợi da mình đã cắt ra để mô phỏng thắt lưng. Các sợi da có độ rộng từ 20 đến 40 mm. Mình sẽ mặc hai bộ trang phục, một thanh lịch, một đời thường, và cho bạn thấy hai tấm hình đứng cạnh nhau. Hãy bắt đầu với thắt lưng 20 mm. Còn đây là thắt lưng 25 mm. Đây là thắt lưng 30 mm. Còn đây là thắt lưng 35 mm. Và đây là thắt lưng rộng nhất 40 mm. Như bạn đã thấy, thắt lưng hẹp trong thắt lịch và phù hợp với lại các trang phục thắt lịch. Nhưng đối với thắt lưng hẹp đối với lại trang phục đời thường thì nó bị nuốt chửng. Ngược lại, thắt lưng rộng đối với trang phục đời thường thì nó nổi bật rất tốt. Nhưng mà đối với lại trang phục đời thường thì nó bị overwhelm. Thắt lưng có độ rộng trung bình 30 đến 35 mm là một cân bằng tốt giữa trang phục đời thường và thắt lịch. Nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Mình cao 1m75, nếu mình cao giãn chiều cao của mình thấp đi 2 cao lên, độ rộng của thắt lưng cũng phải thay đổi để giữ cân bằng của trang phục. Thắt lưng Aventel qua chục màu để bạn lựa chọn, link ở dưới description. Chúc bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại bạn vào video sau.